Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha Thì uh, trong cái video này, mình sẽ chia sẻ các bạn một số cái việc mà mình vẫn hay thường làm khi mà mình sử dụng máy tính Đó là khi mà Các bạn thấy á Là trong thời gian vừa qua, mình có chia sẻ các bạn khá là nhiều những cái bản Windows Do là các bạn đã comment cái link cho mình Và các bạn nhờ mình test những cái bản Windows này cho các bạn xem Để xem là nó có bị lỗi gì hay không thì mình đã test rất là nhiều bản Windows cũng như là rất nhiều phần mềm các bạn thấy ở đó những cái video vừa rồi thì khi mà mình làm như vậy á cái máy của mình thì nói chung là cũng chạy sao cả các bạn nhiều bạn hỏi mình là nếu mà cài Windows nhiều như vậy thì máy tính nó có bị làm sao không ổ cứng nó có bị làm sao không nói chung là nó có bị nguy hiểm gì đến cái máy của các bạn hay không thì nói chung là nếu như mà các bạn không có nhu cầu á thì các bạn cũng không nên làm nhiều làm gì mà nếu các bạn có làm nhiều á, thì cũng chả sao cả Nói thẳng các bạn luôn đó là Cái linh kiện phần cứng máy tính á, nó đều có tuổi thọ hết rồi Đặc biệt là cái ổ cứng Ví dụ như ổ cứng á, là nhà sản xuất người ta sản xuất ra Người ta sẽ cho cái tuổi thọ của nó là ghi và đọc được bao nhiêu lần ha Mình nói ví dụ là 1.000 lần đi Thì bạn cứ xài hết ghi và đọc hết 1.000 lần Thì nó sẽ bắt đầu là nó giảm tuổi thọ dần Và nó có dấu hiệu là nó hư ha Dấu hiệu là hư dần đi không được ổn định rồi thế này thế kia thì à, nếu như các bạn là người sử dụng bình thường á, các bạn à, không có làm nhiều giống như mình thì các có thể có thể là các bạn sẽ xài được lâu hơn bởi vì cái à, tần suất mà ghi đọc nó ít á thì các bạn sẽ xài được lâu hơn còn à, ở đây mình à, làm video cho các bạn xem thì bắt buộc mình phải à, cài làm demo rồi mình làm chuột bật cho các bạn xem thì chắc chắn một điều là nó sẽ nhanh hơn hơn các bạn thôi thì nói chung một điều á là không hư trước thì cũng hư sau thôi Tại vì mình làm demo cho các bạn thì cái này mình phải chấp nhận thôi chứ không có gì hết. Rồi thì cũng có một số bạn nói mình là với những cái video cài Windows như này mình nên làm trên máy ảo để nó tránh cái trường hợp mà làm hư máy cũng như là các bạn xem được rõ ràng hơn bởi vì quay lại được cái màn hình. Thì uh, nói thật các bạn luôn, nếu mà làm máy ảo thì rất là đơn giản, chẳng có gì cả. Nó rất là khỏe cho mình luôn nữa ha, chứ không phải là cực khổ này đâu. Nhưng mà mình muốn làm trên máy thật bởi vì khi mà làm máy thật như này á nếu như các bạn có nhu cầu, đặc biệt là những bạn chưa rành á, các bạn xem, các bạn có thể áp dụng được liền. Bởi vì trên máy thật á, thì khi máy thật làm như thế nào thì các bạn làm, các bạn cũng làm trên máy thật mà. Còn nếu mà làm trên máy ảo á, một số bạn không có làm trên máy ảo, các bạn làm trên máy thật thì các bạn lại bị lung túng các bạn lại không làm được, rồi lại bị lỗi lung tung nữa. Bởi vì các bạn cũng biết là máy ảo á, không phải là cái cấu hình nào cũng chạy nổi cái máy ảo. Cái máy ảo khi mà bạn cài vô, bạn thấy nó rất là nhẹ, nhưng mà khi mà bạn đã cài cái Windows lên trên cái máy ảo rồi. Ấy, thì thực sự là nó chạy khá là chua ha, nó chạy khá là chua chứ không phải đơn giản đâu. đặc biệt là đối với những cái máy đời cũ á, chạy rất là chua ha. cho nên là mình cố tình mình làm trên máy thật để các bạn có một cái nhìn trực quan nhất. thì à, mấy ngày vừa qua khi mà mình đã cài những cái windows cho bạn xem như vậy á, thì à, đây này, cái máy của mình đây, thì à, trên máy của mình hiện tại bây giờ là mình đang có hai cái ổ cứng, một ổ sd và một ổ hdd và mình đã cài rất là nhiều. thì à, hiện tại bây giờ là Ổ cứng mình phân vùng tùm lum tùm la hết để mình cài win cho các bạn xem á. Thì hôm qua mình có làm một cái video mình chia sẻ các bạn là mình cài lại cái máy này, mình cài lại cái Windows 10 cái phiên bản là 1809 mới nhất ha. Đấy thì sau khi mà cài xong á thì mình thấy là bây giờ cái ổ cứng của mình nó tùm lum tùm la hết, nó không có đâu vào đâu hết. Cho nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ phân vùng lại cái ổ cứng, có nghĩa là mình gom những cái ổ này lại cho nó được gọn gàng hơn ha. Và mình sẽ tiến hành là mình tạo một cái bản sao lưu Một cái bản sao lưu mình cất đi Để nếu như mà gặp trường hợp khẩn cấp Thì mình sẽ dùng cái bản sao lưu này Mình bung ra để mình có cái window mình làm việc Tại vì trong cái trường hợp ngày hôm qua mình làm video đó Thì khi mà mình cứ cài win cho các bạn như vậy Đến lúc mà mình cần làm việc á Thì cái máy của mình cái window nó không có cái gì hết Nó không có cái window để xài luôn Đấy thì lại phải mất công ngồi cài lại từ đầu Rất là phiền và đây cũng là một cái điều mà mình muốn chia sẻ các bạn luôn Nếu như mà các bạn cũng đang muốn nghịch ngợm giống như mình đây này Muốn vọc vặt các bản Windows á Thì các bạn nên có một cái bản sau lưu thế này Các bạn cất đi Để lỡ như khi mà các bạn cài Windows vào á Mà cái Windows nó bị lỗi ha Hoặc là các bạn không muốn sử dụng cái bản Windows đó nữa Thì các bạn chỉ việc bung cái bản Windows cũ ra thôi Thì ít ít nhiều ha Nói chung là ít nhiều trong cái trường hợp mà khẩn cấp ấy thì các bạn cũng có được cái bản Windows cũ các bạn, các bạn sử dụng nó vẫn được tốt hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình phân vùng lại cái ổ cứng của mình các bạn nha Đây thì phân vùng ổ cứng ấy mình hay làm như thế này này Mình vào trong cái phần là disk management đây này Ở đây mình đang có một cái ổ cứng uh, SD dung lượng là 60GB Và một ổ HDD dung lượng là 320GB Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình gom cái ổ 320GB này Về thành một ổ lớn trước nha Mình sẽ gom về thành một ổ lớn trước thì các bạn sẽ làm như sau này các bạn bấm chuột phải và các bạn delete những cái volume này đi thôi đây delete đi thôi chứ chả có gì là ghê gớm cả đấy mình cứ delete như thế này delete này luôn nhưng mà các bạn nhớ là phải sao lưu dữ liệu hết ra nha tại vì mình chả có dữ liệu gì quan trọng hết cho mình delete hết luôn cho đỡ mất thời gian rồi sau khi thành một phân vùng này mình sẽ tạo một phân vùng mới new symbol volume này next rồi cái này như dung lượng mình giữ nguyên bấm next luôn rồi cái này giữ nguyên luôn bấm next và mình có thể đặt tên cho nó ở đây là ví dụ ổ này mình 320g thì mình đặt tên là 320g cho nó dễ nhớ nha còn các bạn muốn đặt gì thì đặt rồi mình đánh next rồi finish thì nó sẽ tiến hành là nó tạo cho mình một cái phân vùng mới đó có dung lượng là 320g rồi bây giờ các bạn mở Explorer ra các bạn sẽ thấy một cái phân vùng như thế này 320g Đấy. rất là đơn giản đúng không nào và ba cái phân vùng kia mất hết rồi dữ liệu cũng mất hết luôn rồi rồi tiếp theo nữa là bên cái ổ này của mình đấy là cái ổ này của mình là cái ổ SD này SD cắt đôi ra này bây giờ mình sẽ chép hết cái dữ liệu bên này ra sang cái ổ này và mình sẽ gom cái ổ F với cái ổ C này thành một cho nó về thành một cái ổ SD cho nó khỏi bị tùm lum la như này đây mình sẽ copy hết cái này qua nha Đã, copy hết cái này qua bên này thôi đơn giản không có gì hết đó, các bạn trước khi các bạn làm cái gì các bạn cũng phải có một cái thao tác ở trong đầu các bạn đó là sao lưu ha, sao lưu dữ liệu trước khi làm việc đó, làm việc máy tính là các bạn phải như vậy chứ các bạn cứ vô các bạn xem video các bạn vô các bạn cứ làm bụp 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 đến lúc làm xong quay lại ô dữ liệu đã mất hết rồi thì lúc đó rất là phiền ha đó, rồi các bạn chờ xíu cho nó sao lưu nhé rồi mình sẽ tiếp tục thì trong thời gian mà chờ sao lưu á mình sẽ tào lao với các bạn một chút xíu đó là như thế này À, cái này cũng là một cái uh, tâm sự Tâm sự mỏng với các bạn thôi ha Tâm sự mỏng với các bạn thôi Đó là một số bạn này cứ vào nói mình là Cái thằng này nó Có biết con mẹ gì đâu Rồi uh, Nó dạy người ta Nó hướng dẫn người ta Mà nó nói chuyện bố láo bố tết Nó uh, nói chuyện kiểu bố đời Nó kêu nó chặn thế này thế kia Thì ở đây á uh, Nói thật với các bạn luôn các bạn có ghét mình hay các bạn có giận mình thì mình cũng chịu mình cũng vẫn phải nói sự thật đó là các bạn biết đấy, cái kênh này của mình hồi trước khi mà nếu các bạn có xem mình từ trước giờ các bạn đều biết hồi trước khi mà mình vô cái tiêu đề mình nói chuyện ấy, lúc nào mình nói các bạn là rất vui được gặp các bạn quay trở lại với kênh vlog của mình thì các bạn có hiểu cái từ vlog không vlog có nghĩa là nó là một cái kênh video cá nhân nó giống như là một cái kênh nhật ký ha nhật ký dưới dạng video của mình và mình làm mình chia sẻ những cái gì đang xảy ra chung quanh cuộc sống của mình những cái việc mình đang làm mình cảm thấy có ích thì mình chia sẻ cho các bạn mình chưa bao giờ mình dám nói là mình hướng dẫn hoặc là mình dạy dỗ các bạn ha tại vì mình chả phải là thầy giáo hay gì cả mình chỉ là một thằng vlogger một thằng youtuber đơn giản vậy thôi và mình cảm thấy là những cái này nó có ích mình muốn chia sẻ cho các bạn thì nếu như các bạn cảm thấy các bạn hứng thú các bạn muốn làm giống như mình, ok, các bạn có thể tham khảo. còn nếu các bạn không thích, các bạn có thể đóng video lại, các bạn phát ra ngoài, ha. chứ các bạn đừng có nói mình là uh, mày là một người đi uh, hướng dẫn, mày là một người đi truyền uh, uh, đạt thông tin mà mày nói chuyện bố láo thế này kia, mình đâu có phải là thầy giáo, mình cũng đâu có phải là giáo sư, mình cũng không phải là người trong giới showbiz, cho nên mình đâu có cần phải giữ những ý tứ đó, đúng không nào? mình chỉ là một người youtuber bình thường, một vlogger bình thường, cho nên mình muốn nói chuyện một cách rất là bình thường, giống như đời sống hàng ngày của mình thôi, chứ không có gì hết. Cho nên nếu như các bạn cảm thấy không follow được mình, các bạn có thể là unfollow, các bạn có thể là unsubscribe đi, ok. Rồi, thì à, có một số cái tâm sự mỏng muốn chia sẻ các bạn như vậy nha, à, để cho các bạn hiểu. Chung thôi, các bạn vô, các bạn à, cứ nói như vậy thì chúng ta rất là mâu thuẫn với nhau. Cái kênh này của mình lập ra chỉ mục đích là như vậy thôi, tại vì mình đam mê. Cái nên mình muốn làm thì mình chia sẻ. Rồi cái này nó copy có một cái gì nó báo lỗi rồi thì mình bỏ qua luôn đi, mình không cần này luôn, uh, skip luôn. Chứ mình không có dạy dỗ gì các bạn hết nha, mình không có dạy dỗ gì các bạn hết, mình không có tư cách gì để dạy dỗ các bạn cả. Tại vì uh, mình đâu phải thầy giáo đâu dạy dỗ các bạn và các bạn cũng đâu có đóng tiền học cho mình đâu mà mình dạy dỗ. Nếu mà các bạn mà đóng tiền học cho mình thì ok cũng là dạy dỗ thật đấy nhưng mà nếu mà các bạn uh, chỉ xem như này thì chúng ta chỉ là giao lưu vui vẻ chia sẻ vui vẻ chia sẻ những hữu ích cho nhau thôi chứ không phải là dạy dỗ gì hết các bạn nha rồi cái này uh, do là nó có virus này nó báo virus ở cái uh, cái dữ liệu của mình này chắc mình để java trong này nhiều quá cho nên nó nó báo có virus tất kệ nó đi không sao đâu những cái này mình skip hết không có cần dùng thì mình sẽ bỏ qua luôn mình bỏ qua nó nha các bạn nha cái thằng Defender này nó báo virus ghê lắm do là ở trong đây này mình để mấy cái GAV rồi lung tung ấy cho nên nhiều khi nó báo cũng phiền thôi kệ tại vì chấp nhận xài GAV thì phải như vậy thôi các bạn ơi Đấy, báo nữa rồi nó chấp gần xong rồi các bạn rồi ok nó đã chấp xong thì uh như lúc ban đầu mình có nói là trong máy của mình nó hai ổ một ổ là sd một ổ hdd thì cái ổ sd này của mình đó là mình đã cắt làm đôi bây giờ mình muốn gộp lại thành một thì mình đã chép dữ liệu xong rồi bây giờ muốn gộp lại thì mình sẽ gộp như sau này mình sẽ gộp thằng này thằng này lại một ha thì này mình sẽ uh, delete cái volume này đi delete volume này đi rồi này mình sẽ thằng này nó không cho extend rồi, này này mình sẽ uh, recovery partition này rồi rồi nếu như mà thằng này nó không cho thì các bạn buộc lòng làm sao các bạn phải một là phải dùng phần mềm bên thứ ba các bạn nối nó lại hai là các bạn cài lại windows để cho nó nối này lại do là thằng này nó chứa cái phân vùng recovery nằm ngay đây này cho nên chúng ta không làm gì được hết nha rồi ok bây giờ mình sẽ tiến hành là mình uh, tạo một cái bản sao lưu trước các bạn nha, mình tạo một cái bản sao lưu trước để mình à, giữ lại cái window này ha, rồi thì à, tiện thể cái này mình sẽ à, dùng cái phân vùng này để mình à, tạo các bạn sao lưu nha, à, đây mình sẽ cắt cái phân vùng 320 g này ra đây, mình sẽ cắt cái phân vùng này ra, đây string volume, mình sẽ tạo một cái phân vùng nó khoảng cỡ à, 50 chục g, 50 g các bạn nha chục ghi thì nếu như các bạn mà đơn giản thì các bạn cứ đánh 50.000 mà thôi Còn nếu các bạn muốn chính xác thì các bạn phải lấy 50 nhân cho 1024 thì nó ra chính xác hơn nha Rồi bấm string để mình cắt ra một cái phân vùng thế này Rồi mình new Simo volume Next Rồi next Next Và mình đặt tên là um, Recovery ha Recovery đi cho nó dễ Đây recovery Rồi bấm next Rồi finish đó thì nó sẽ tạo cho mình một phân vùng thế này, đó các bạn thấy không một phân vùng khoảng có năm chục Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sao lưu cái window này lại để những lần sau mà mình uh, có nghịch ngợm á thì mình sẽ có cái để mình uh, khắc phục ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sao lưu window bạn nha. Thì sao lưu window này á trong video trước mình cũng có nói các bạn rồi, các bạn có thể sử dụng phần mềm bên ngoài hoặc là các bạn có thể sử dụng chính cái tính năng sao lưu ở trong window luôn thì mình sẽ sử dụng tính năng sao lưu cho Windows bằng cách là mình sẽ vào bên trong cái control panel các bạn nhé control panel này đây các bạn vào đây rồi mở này ra nha các bạn sẽ thấy cái phần là backup and restore Windows 7 các bạn bấm đây rồi các bạn chọn cho mình cái phần là create a system email bấm đây đó nó sẽ quét ra cầu cứng các bạn nha quét đầu cứng các bạn rồi sau khi quét ra xong thì uh, mặc định ấy, nó sẽ chọn vào cái ổ này của mình ha nó chọn vào cái ổ này của mình còn các bạn muốn chọn ổ khác thì các bạn chọn ổ khác không sao cả nhưng mà lúc ban đầu ấy, là mình đã tạo ra cái ổ uh, recovery này để mình sao lưu rồi cho nên mình sẽ giữ nguyên là cái ổ này ha rồi tiếp theo mình sẽ bấm next rồi cái này nó hỏi mình là có muốn backup cái nào nữa hay không ngoài cái ổ c này thì mình không backup nào hết thì mình giữ nguyên và mình bấm next rồi, nó kêu mình xác nhận lại một lần nữa để nó backup thì mình nhấn start backup. Đó, thì nó sẽ tiến hành là nó sao lưu cái ổ C của mình lên trên cái ổ E. Đấy, thì sau này ví dụ như có lỗi win mình chỉ cần mình bung cái sao lưu này ra thôi thì cái win này của mình nó sẽ trở lại ban đầu ha các bạn ha. Rồi các bạn chờ xíu nha. Rồi đến cái bước này á, nó sẽ hiện ra các bạn thế này, nó hỏi các bạn là có muốn tạo một cái đĩa gọi là cái đĩa repair system hay không. Cái đĩa này nó sẽ giúp cho các bạn là ví dụ như khi cái máy của các bạn nó bị lỗi Windows mà nó không vào được trong Windows luôn ấy. Có nghĩa là màn hình nó đen thui ấy. Nó không có vào được cái gì hết. Thì các bạn sẽ sử dụng cái đĩa này để bạn boot nó vào. Nó sẽ vào được cái chương trình repair. Lúc này bạn sẽ dùng cái chương trình này để bạn gọi cái file backup này ra để nó phục hồi lại Windows. Thì để làm được cái việc này ấy, cái máy của bạn phải có một cái ổ đĩa CD có chức năng ghi đĩa được. Và bạn cho cái đĩa vào, bạn chọn Yes. Thì nó sẽ ghi cái đĩa cho bạn. Nha. Còn nếu bạn không có thì không cần, bạn chỉ cần ấn No thôi Đó thì nó tạo xong nó sẽ báo là The Backup complete Successfully này, bạn nhấn Close tắt đi Bây giờ bạn nhìn này Nó đã tạo vào ổ E cho mình rồi Đấy nó tạo ra cho mình một cái thư mục này Các bạn cứ mở ra nó sẽ hỏi thế này này Các bạn phải ấn Continue tại vì nó đòi cái quyền Administrator đấy Đấy thì nó đã Backup vào đây cho mình rồi Các bạn nhìn này, nó Backup này nó sẽ chiếm của mình là tới 13.2GB Đó Thì nó nén lại một chút xíu so với cái Windows là cái window là nó 16.1 này thì nó nén lại một chút xíu còn 13.7 đó. Rồi ok. Vậy là đã yên tâm rồi, mình đã backup xong cái window. Bây giờ mình có nghịch ngợm thoải mái luôn, không phải lo gì hết. Rồi, bây giờ mình nói nhé. Ví dụ như trong trường hợp á, bây giờ là các bạn đang sử dụng đi cái window của các bạn nó bị uh, cảm thấy là nó chậm quá, virus và nó làm lỗi mấy các bạn lag quá này kia. Thì chúng ta sẽ phân ra hai trường hợp. Cái trường hợp này là trường hợp máy của bạn vẫn đã vào được trong window nha. Thì các bạn sẽ làm như sau nè. Thì uh, bây giờ mình sẽ dùng cái máy quay, mình quay từ bên ngoài. Chứ không thôi bây giờ mình quay màn hình là không được đâu nha. Các bạn chờ xíu nha. Rồi, thì mình sẽ nói cái trường hợp thứ nhất nhé, là máy các bạn còn vào được trong Windows, nhưng mà Windows nó bị lỗi, bị lag, bị chậm. Nói chung là cái Windows này bạn không thích xài nữa, nó bị lỗi rồi. Nhưng mà vẫn còn vào được trong Windows thì bạn sẽ làm như sau. Bạn sẽ bấm vào cái nút start rồi này nè. Rồi, cái chỗ này bạn bấm. Bạn thấy cái chữ restart đây đúng không? Là khởi động lại máy nè. Bạn giữ cho mình phím shift nha, phím shift bàn phím á. Bạn giữ phím shift, bạn bấm restart. Đó, nó sẽ khởi động máy lại Rồi, nó sẽ khởi động máy lại Và nó ra cái phần option thế này Nó kêu các bạn chọn ba cái phần này Thì nếu như các bạn chọn phần continue này Nó sẽ login in vào trong window lại cho bạn bình thường Còn cái này là tắt máy Còn cái bước này là bước quan trọng này Bạn sẽ chọn cho mình là troubleshoot ở đây Các bạn chọn cho mình phần là advanced option Bạn sẽ chọn cho mình ở đây cái phần là system email recovery nhé bạn nhé Bạn chọn mình ở đây nè System Email Recovery, bấm vào đây đó nó sẽ load vào trong cái phần này cho các bạn và nó sẽ lập tức ấy, nó tìm được cái file backup của các bạn ở trên cái ổ trên cái phân vùng mà các bạn đã tạo trước đó luôn cái tính năng này ở trong Windows rất là hay đó là nó tự động nó tìm được và nó tự động nó bung ra đúng cái ổ C cho bạn cho nên bạn không sợ bị mất dữ liệu bạn nhé đó còn nếu mà bạn không tin tưởng cái này thì bạn có thể là chọn chọn là select ở system email hoặc là ví dụ cái file đó bạn chép ra ổ cứng ngoài ấy, thì bạn có thể chọn vào đây để bạn chỉ đến nó. Thí dụ mình chọn đây đi nha, chọn đây, bấm next. Đó. Đây này, mặc định là nó đã tự động quét ra cho mình này. Đấy, quét ra ổ recovery luôn này, thấy không? Đó. thì bạn chỉ việc là chọn cái file này và bạn bấm next thôi. Còn nếu bạn không thích bạn có thể bấm advanced. Đấy, thì ở đây advanced này nó sẽ có một là bạn tìm nó ở trong cái mạng nội bộ của bạn này, hai là bạn tìm nó ở trong cái ổ cứng. À, ví dụ như bạn chép đầu cứng ngoài đấy hoặc là USB đó ha. Còn không thì cancel đi Nếu mà bạn tạo một cái phân vùng ở trong máy giống như mình ấy, Thì bạn khỏi cần phải làm như vậy Nó tự động nó tìm ra Đây Của mình thì nó tự động tìm ra này Bạn bấm next Đó bạn thấy không Nó tự động Nó báo nè Nó backup trên ổ đĩa C Và nó tự động bùng ổ đĩa C luôn Bạn chỉ việc chọn là đúng cái chỗ này Và bạn bấm next Rồi cái này không cần làm gì hết Bấm next tiếp Và bạn nhìn này Nó tự động này Try to restore Đấy cái bước này này nó tự động nó bung ổ đĩa C, lúc này bạn chỉ cần bấm nút finish đây thôi. Và nó hỏi bạn là có muốn tiếp tục không, bạn bấm yes. Đó. Thì nó sẽ lập tức nó bung ra cho bạn. Bạn không cần phải làm gì hết, nó hoàn toàn tự động. Nó bung vào đĩa C cho bạn bạn thấy không? Nó ghi này, restoring disk ổ đĩa C này. Cho nên không bao giờ sợ là bị bung nhầm lẫn vào ổ này ổ kia mất dữ liệu. Còn nếu như bạn sử dụng những cái phần mềm khác Ví dụ như phần mềm thông dụng mà chúng ta hay xài Đó là acronis true image Hoặc là à, God ấy. Thì khi các bạn bung ra Nó sẽ yêu cầu các bạn là chọn đúng cái ổ Mà bạn muốn bung Thì à, nếu như các bạn rằn thì không sao Còn nếu các bạn không rằn, ấy, các bạn xui xui Các bạn chọn vào ngay cái ổ dữ liệu các bạn, các bạn bung ra Bung ra xong là ngồi khóc luôn ha, Mất hết dữ liệu luôn, rất là phiền Còn đối với cái này ấy, thì các bạn cứ yên tâm Bởi vì có Windows lo hết Các bạn không phải lo gì hết nha rồi mình chờ xíu cho nó bung ra bạn nha Rồi sau khi mà nó bung xong á Thì nó sẽ hỏi bạn là có muốn khởi động lại máy hay không Nếu muốn khởi động lại thì bấm restart now Còn không muốn thì bấm don't restart Còn nếu bạn không làm gì hết thì nó sau khi nó chạy hết 50 giây này á Nó sẽ tự động nó restart cho bạn Thì đây mình sẽ bấm vào đây cho nó nhanh ha Ok thì sau khi restart xong bạn thấy đó Nó đã vào được Windows bình thường có nghĩa là chúng ta đã bung cái file backup ra thành công bạn nhé Windows đã vào bình thường đó và cái uh, phân vùng mà recovery vẫn còn ở đây đó lần sau máy hư các bạn chỉ việc bung ra thôi là xong rồi đó là đối với trường hợp thứ nhất là máy của bạn còn vào được window rồi đối với trường hợp thứ hai nếu như mà máy các bạn không vào được trong window nữa ha cái trường hợp thứ nhất là máy vẫn còn vào được window còn trường hợp thứ hai máy không vào được trong window nữa thì các bạn sẽ làm một cách như sau để các bạn dự phòng cho nó thì uh, ở đây á, các bạn sẽ làm như này này các bạn cần có một cái bộ cài ha một cái file ISO Windows còn nếu các bạn mà tạo được cái USB cài Windows thì càng tốt nha tạo được cái USB cài Windows thì càng tốt còn nếu các bạn không tạo được USB cài Windows thì các bạn sẽ làm như sau này ở đây các bạn cần phải có thứ nhất là một cái file ISO Windows ở đây mình đang có cái file ISO Windows 10 cái bản 1809 rồi để ở đây rồi cái tiếp theo là các bạn cần có một cái phần mềm Easy Boot CD cái phần mềm này thì nếu như các bạn không có đến lát nữa mình sẽ để cái link download ở dưới mô tả video cho các bạn tải về nha rồi các bạn sẽ mau cái file iso này vào và các bạn chép cái bộ cài của nó vào nha các bạn sẽ chép tất cả cái bộ cài này của nó vào bên trong cái một cái phần vùng đây ví dụ như mình chép cái bộ cài này mình copy cái bộ cài này À, đây mình copy vào trong cái thư mục uh, recovery này luôn nhá cái phân vùng recovery này luôn và mình sẽ tạo nó một cái thư mục riêng đi tạo nó một thư mục riêng ví dụ ở đây là mình đặt tên là uh, win 10 à, 1809 ví dụ là vậy rồi mình dán hết vào đây rồi sau khi mà nó copy xong á thì uh, các bạn sẽ cài đặt cái phần mềm Easy Boot CD vào cho mình rồi nếu như các bạn chưa có phần mềm EasyBoot CD thì các bạn sẽ tải nó về. Đây mình mở trình duyệt lên nha. Các bạn vào trang Google này, các bạn tìm cho dễ. Trang Google, rồi các bạn tìm cho mình cái chữ là EZBCD và nhấn Enter. Đó nó sẽ ra được kết quả thế này. Các bạn vào cái link đầu tiên cho mình nha. Mở lớn này ra đi. Rồi, nó vào được cái trang này này. Các bạn sẽ xuống cái phần là non commercial ha non commercial đó, các bạn à, chọn cái phần free này ấn register nhé bấm vào đây rồi ở cái bước này các bạn cần phải cho cái tên và email các bạn vào thì mình sẽ cho cái tên và email mình vào nhé đây tên rồi email đó các bạn cần liên hệ gì với mình các bạn cũng liên hệ qua cái email này giúp mình nhé rồi các bạn nhấn download rồi các bạn chọn xây này mình sẽ lưu lại nhé mình sẽ lưu nó về bên trong cái ổ đĩa này của mình đi rồi mình lưu trong phần shop này đi rồi lưu vào rồi sau khi tải về xong thì các bạn mở folder ra và các bạn cài vào nha rồi ấn Z các bạn nha rồi chúng ta cứ cài bình thường thôi tắt hết này đi rồi chúng ta cứ cài bình thường bạn nha next này rồi iRe rồi next luôn install rồi sau khi cài xong thì bạn ấn finish cho nó run lên luôn Rồi các bạn ấn ok để chọn English nha Ấn go nè Rồi nếu mà nó báo cái này ấy, thì các bạn cứ ấn ok nha Nó sẽ hiện ra được cái giao diện của cái phần mềm này Tại giao diện của phần mềm này ấy, bạn sẽ chọn cho mình cái phần là add new in drive này Bấm vào đây Các bạn chọn đến cái phần là WinPE. Bấm vào đây Các bạn bấm vào cái chỗ này này Bấm vào đây Các bạn tìm đến cái chỗ mà nãy các bạn chép cái bộ cài vào ấy Mình để cái bộ cài ở đây đúng không Rồi win 10 này rồi mình sẽ chọn cái bản 64 bit nha. Rồi các bạn bấm vào phần suộc. Do là cái bộ cài này của mình nó vừa có 32 và 64 cho nên mình chọn 64. Còn nếu bộ cài của bạn chỉ là bộ cài 64 hoặc là 32 thì nó nó sẽ không có thư mục giống như mình nha. Đó. Đây mình nhắc lại này, do là cái bộ cài của mình là nó vừa có 64 vừa có 32 cho nên sẽ có hai thư mục thế này thì mình sẽ chọn 64. Rồi suộc. Các bạn tìm thấy cái phần là boot.wim, boot.wim và nó open. Rồi, sau đó các bạn nhấn cho mình vào cái dấu cộng ở đây nhá Ở đây này nè. Đó, nó sẽ báo là successfully thế này. Là ok, các bạn tắt đi. Rồi, cái này nó quảng cáo thôi, không có gì đâu. Tắt đi luôn. Rồi, sau khi xong thì các bạn kiểm tra lại cho mình ở đây này. Các bạn bấm chuột phải chỗ Deep PC này cũng được. Property. Các bạn chọn cho phần uh, Advanced đây nè. Rồi. Phóng lớn lên nha các bạn chọn cho mình cái phần setting cuối cùng này, này. Đó, các bạn sẽ thấy nó có cái mục à, ở đây này nó có 30 giây thì các bạn có thể sửa cái số này cho nó thấp xuống được cho nó đã phải chờ lâu nhưng mà mình cứ để 30 đi cho nó chắc ăn các bạn bấm này xuống các bạn sẽ thấy nó có cái phần là WinP email là được nha rồi các bạn đánh cancel đi cancel luôn và tắt hết đi nha rồi bây giờ mình sẽ khởi động máy lại để mình test thử cho các bạn coi nha đây các bạn cứ restart bình thường thôi Rồi khi mà khởi động máy lại ấy, thì bạn sẽ thấy nó sẽ xuất hiện một cái menu thế này Đây nó sẽ xuất hiện một cái menu thế này và bạn nhìn thấy ở chỗ này nó có cái dây nó chạy này Nó chạy 30 giây đó Thì bạn nhanh chóng bạn dùng cái phím mũi tên lên xuống cái bàn phím á, Bạn chọn cái dòng ở dưới nha Không thôi nó chạy hết 30 giây là nó mất Thì mình sẽ chọn cái dòng dưới và mình ấn Enter thì lúc này ấy, nó sẽ gọi cái bộ cài đặt Windows lên nha Các bạn chờ xíu Đó nó khởi động mới lại và nó sẽ gọi cái bộ cài đặt Windows lên Và ở cái bước này thì các bạn cũng có thể là cài mới lại Windows luôn chứ không phải lo lắng gì hết nha Nó cũng giống như là các bạn đang cài Windows trên độ cứng thôi, chả khác gì cả Các bạn có thể cài lại Windows mới luôn nha Đó nó sẽ gọi bộ cài lên Thì cái bước này các bạn cứ bấm Next bình thường đi Đó thì đến cái bước này á, các bạn có thể cài lại Windows mới hoàn toàn luôn, bằng cách là bạn bấm install now và cài giống như là cài những bản Windows trước thôi. Nhưng mà chúng ta không cài mới mà chúng ta sẽ dùng để bung cái file backup ra. Thì các bạn vào cho mình cái phần là repair cho computer này, bấm vào đây. Đó. Thì đến đây rồi. Các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là troubleshoot. Đó, nó cũng ra được cái menu này thôi. Lúc này các bạn chọn phần là system image recovery này, bấm vào đây. Rồi à, nó sẽ hỏi các bạn là chọn cái nơi để nó bung ra thì các bạn chọn cái Windows 10 đó thì nó cũng lập tức nó tìm ra cái file mà các bạn backup đây này đó thì các bạn mặc định á nếu như các bạn gắn một ổ cứng trên máy và các bạn phân vùng ra và các bạn sau lưu lên á thì nó sẽ tự động tìm ra cái này còn nếu mà các bạn chép ra cái ổ cứng ngoài thì các bạn sẽ chọn cái này ha ví dụ mình chọn này đi rồi bấm next này đó thì lúc này các bạn bấm Advanced và các bạn chọn ở cái phần Install a driver này Và các bạn tìm đến cái ổ cứng ngoài các bạn Còn không thì cancel Ở đây thì nó đã tìm ra cho mình rồi Do là mình tạo một phân vùng trên máy đấy Cho nên là nó tìm ra cái này Chọn đúng cái này Các bạn bấm next Và chọn tiếp cái này Và các bạn bấm next Rồi next tiếp Rồi finish Và bấm yes Đó Thì cái quá trình bung ra này Nó cũng giống như là Ở trong trường hợp 1 thôi các bạn nhé Đó chỉ đơn giản vậy thôi Và chúng ta tiếp tục chờ cho nó bung xong Rồi vào Windows Được là ok các bạn nhé rồi bung xong rồi, mình bấm restart now cho khởi động lại nha. Rồi ok, nó đã khởi động vào Windows một cách rất là bình thường các bạn nhé. Đó, rất là bình thường luôn và rất là ngon lành. Thì để cho được chắc ăn á, trước khi mà các bạn tạo cái file backup, cái file sao lưu á thì các bạn nên cài cái phần mềm Easy Boot CD vào trước để khi mà các bạn bung ra xong á, thì nó vẫn còn cái phần mềm còn do là đây mình làm demo cho các bạn xem cho nên là cái trường hợp đầu tiên mình chưa cài vào đến trường hợp thứ hai mình mới cài vào thì khi mà mình bung ra thì nó không còn phần mềm nữa thì nếu như các bạn mà quên không cài phần mềm đó trước khi tạo file backup ấy, thì sau khi mà bung ra xong thì các bạn lo cài vào trước đi nha lo cài lại cái phần mềm easy boot cd vào trước đi để để dành để dành để trong trường hợp mà ví dụ như Máy các bạn mà bị lỗi đấy, thì có mà bung ra nha. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cài ngay vào đây. Ờ uh, Z, đấy mình sẽ cài ngay vào để mình dự uh, phòng khi mà máy nó bị lỗi cái là có xài liền. Chứ không thôi đến lúc mà máy bị lỗi thì chúng ta đâu có cái này đâu mà chúng ta bung, đúng không nào? Đấy, không có cái này thì các bạn phải, buộc phải tạo cái USB boot nha các bạn nha. Đây mình sẽ tạo sẵn mình để sẵn để khi mà máy nó lỗi là mình có là mình bung ra liền. Đây WinPE này Chọn cái đường dẫn đến ha Đây cái ổ của mình đây Đây Open Rồi các bạn có thể đổi tên chỗ này cũng được nha Đặt tên chỗ này cũng được Ví dụ như mình đặt tên là uh, Reset window chẳng hạn đi Reset win 10 Đấy, Ví dụ là vậy Rồi Mình ấn vào dấu cộng đây Rồi Successfully là ok rồi rồi tắt này luôn Rồi kiểm tra lại lần coi xem có chưa là ok nha This PC này Đây advanced Đây setting này Bấm đây coi Đấy có reset Windows 10 này Đó ok vậy là được rồi Đó, chúng ta cứ làm vậy thôi là được Rồi Vậy là đây là một số cái chia sẻ của mình à, Cho các bạn khi mà các bạn cài Windows xong Ha cũng như là những cái việc của mình hay làm như vậy đó để tránh trường hợp mà máy chúng ta nó bị lỗi mà chúng ta không có cái gì để chúng ta cứu hộ thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc hoặc là góp ý nào dành cho mình các bạn vui lòng để lại comment phía dưới video để chúng ta tiếp tục cùng nhau chia sẻ các bạn nhé rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha bye bye xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.